Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Lâm lại tiếp tục hướng dẫn mọi người cách ra mẫu con gấu bông bỏ cánh cứng nha, bằng phần mềm Photoshop. Trước khi mà chúng ta tiến hành vào quá trình mà vẽ mẫu thì các bạn hãy tạo ra cho Lâm 5 thư mục này nha. Giai đoạn đầu tiên của chúng ta đó chính là phần chụp ảnh. Sau khi mà các bạn tháo mẫu ra xong thì các bạn lấy cho Lâm một khổ giấy A2 nha. Và chúng ta đặt 15 mẫu vừa tháo ra lên khổ giấy A2. Chúng ta tiến hành chụp hình lại. Sau đó bỏ vào trong máy tính. Các bạn mở phần mềm Photoshop lên và chỉnh cho Lâm một khổ giấy A2 có kích thước là 59.4 và chiều cao là 42. Sau đó chúng ta canh chỉnh làm sao để cho cái phần màu trắng nó vừa với cái kích thước của cái khổ A2 mà chúng ta vừa tạo ra trong phần mềm Photoshop á. Tiếp tục chúng ta xuất file ra thì chúng ta sẽ được 15 mẫu mới như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở phần mềm Photoshop lên và tiến hành vẽ mẫu thôi. Đầu tiên chúng ta cũng tạo ra một khổ giấy có kích thước là 59.4 cm. Sau đó mở mẫu thứ nhất lên. Phóng to màn hình. Rồi tiến hành vẽ thôi. Mẫu này chính là cái con mắt thiêu nha, màu đen này. Nó có hình tròn nên các bạn sử dụng Ellipse Tool, nhấn giữ Shift nha. Sau đó chúng ta tiến hành copy. Bắt phóng to màn hình lên. Tiến hành tô màu cho nó. Sau đó tiến hành đặt tên. Đây chính là con mắt thiêu phần mặt hai miếng và màu đen. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Sau đó xuất file ra. Tìm đến thư mục mẫu đập chính thức. Chúng ta lưu nó vào. Đây chính là mẫu số 1. Tiếp tục mở mẫu số 2 lên. Phóng to màn hình. Chúng ta sẽ vẽ cái vòng tròn thiêu trên cái lưng. Đây là vòng tròn lớn nha. Tiếp tục sử dụng Ellipse Tool, nhấn giữ Shift. Rồi chúng ta vẽ ra. Sau đó tiến hành copy. Bắt thu nhỏ màn hình lại. Tiếp tục tô màu cho nó. Sau đó tiến hành đặt tên. Đây chính là vòng tròn thiêu lớn trên lưng, hai miếng và màu đen. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Tắt hình rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 2. Mở mẫu số 3 lên. Phóng to màn hình. Đây chính là cái vòng thiêu nhỏ trên lưng. Tiếp tục sử dụng Ellipse Tool, nhấn giữ Shift. Tiếp tục chúng ta copy.
Bát, thu nhỏ màn hình lại. Sau đó tô màu cho nó. Tiếp tục đặt tên. Đây chính là vòng tròn thêu nhỏ, hai miếng và màu đen. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Sau đó xuất file. Đây chính là mẫu số 3. Mở mẫu số 4 lên. Phóng to màn hình. Mẫu số 4 chính là phần thân trên. Nó không đối xứng nên các bạn cứ dùng pen tool mà chúng ta vẽ bình thường. Tiếp tục chúng ta copy. Thu nhỏ màn hình. Tiến hành chỉnh sửa một xíu. Sau đó tiến hành tô màu. Tên. Đây chính là phần thân trên, hay thường gọi là phần lưng, hai miếng màu đỏ và thêu. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Sau đó xuất file ra. Đây chính là mẫu số 4. Mở mẫu số 5 lên. Phóng to màn hình. Mẫu số 5 này nó sẽ đối xứng theo chiều đứng, nên các bạn kéo thanh thước đứng vào. Chúng ta copy ra một laser tương tự, thu nhỏ màn hình, Ctrl T để tiến hành xoay. Tiếp tục dời thanh thước đứng vào giữa. Khi mà chúng ta thấy nó đã nằm trong cái phần giữa rồi á, thì chúng ta phóng to màn hình lên để tiến hành vẽ. Bây giờ các bạn sẽ vẽ nửa bên.
đầu chúng ta copy, thu nhỏ màn hình, tiến hành tô màu cho nó. Sau đó copy ra một laser tương tự, dùng mu tool kéo nó sang, Ctrl T nút phải và chọn flip horizontal. Sau đó chúng ta tiến hành đặt tên, đây chính là phần mặt, một miếng màu kem và theo. Sau đó chúng ta tiến hành rút nó lại, tắt hình nền rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 5. Mở mẫu số 6 lên, phóng to màn hình. Đây chính là cái phần phía trước của con mắt thiêu, nó đối xứng theo chiều đứng nên các bạn kéo thanh thước đứng vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ nửa bên thôi. Tiếp tục chúng ta copy, phóng to màn hình lên, sau đó tô màu cho nó. Copy ra một laser tương tự, Ctrl T nút phải và chọn flip horizontal. Tiếp tục chúng ta đặt tên cho nó, đây chính là phía trước của con mắt, hai miếng màu trắng và thêu. Tiếp tục chúng ta rút nó lại, tắt hình nền rồi xuất file. Đây là mẫu số 6. Mở mẫu số 7 lên, phóng to màn hình. Đây chính là cái phần sừng, phần này nó sẽ đối xứng nha, do người cắt, họ cắt không có chính xác. Chúng ta copy ra một laser tương tự, thu nhỏ màn hình lại, Ctrl T rồi tiến hành xoay. Sau đó phóng to màn hình lên. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ nửa miếng ở phía trên nha. Tiếp tục chúng ta copy, thu nhỏ màn hình lại, sau đó tiến hành tô màu cho nó. Copy ra một laser tương tự, dùng mu tool kéo nó xuống dưới, Ctrl T nút phải và chọn flip vertical. Sau đó chúng ta tiến hành đặt tên,
Đây chính là phần sừng 4 miếng mà màu xanh. Tiếp tục chúng ta rút nó lại, sau đó xúc phai. Đây chính là mẫu số 7. Mở mẫu số 8 lên, phóng to màn hình. Mẫu này có cái lõm ở giữa nên không đối xứng nha. Dùng pen tool và vẽ bình thường. Tiếp tục chúng ta copy. Thu nhỏ màn hình lại. Rồi tiến hành tô màu. Sau đó chúng ta sẽ đặt tên. Đây chính là phần cổ, hai miếng và màu vàng. Tiếp tục chúng ta rút nó lại, sau đó xuất file ra. Đây chính là mẫu số 8. Mở mẫu số 9 lên, phóng to màn hình. Đây chính là cái phần đít nha. Phần đít này đối xứng theo chiều đứng nên các bạn kéo thanh thứ đứng vào, kéo thanh thứ ngang xuống dưới để chúng ta so. Copy ra một layer tương tự, thu nhỏ màn hình lại, Ctrl T rồi tiến hành xoay. Tiếp tục ta phóng to màn hình lên. Bây giờ các bạn chỉ cần vẽ nửa bên. Tiếp tục chúng ta copy. Phóng to màn hình lên. Sau đó tô màu cho nó. Copy ra một layer tương tự. Dùng mô tôn kéo nó sang. Ctrl T, nấc phải và chọn Flip Horizontal. Sau đó các bạn tiến hành đặt tên cho nó. Đây chính là phần đít, một miếng và màu đen. Tiếp tục chúng ta rút nó lại, tắt hình nền rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 9. Mở mẫu số 10 lên, phóng to màn hình. Đây chính là cái phần chân nha. Phần chân này thì đối xứng theo chiều đứng nên chúng ta kéo thanh thước đứng vào. Họ cắt cũng không ngay nên các bạn canh nha, cứ canh ngay giữa là vẽ là được.
Tiếp tục chúng ta copy. Phóng to lên. Sau đó tiến hành tô màu cho nó. Copy ra một laser tương tự. Dùng mu tool kéo nó sang. Ctrl T lít phải và chọn flip horizontal. Sau đó chúng ta tiến hành đặt tên. Đây chính là phần chân 8 miếng và màu đen. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Tắt hình nền rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 10. Mở mẫu số 11 lên. Phóng to. Đây chính là cái phần lỗ tai nha. Nó đối xứng theo chiều đứng nên các bạn kéo thanh thước đứng vào. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ bình thường. Tiếp tục chúng ta copy. Sau đó tô màu cho nó. Copy ra một laser tương tự. Dùng mu tool kéo nó sang. Ctrl T lít phải và chọn flip horizontal. Tiếp tục chúng ta đặt tên cho nó. Đây chính là phần lỗ tai 4 miếng và màu kem. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Tắt hình nền rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 11. Mở mẫu số 12 lên. Phóng to. Đây chính là cái phần sau của con mắt. Nó cũng đối xứng theo chiều đứng nên các bạn kéo thanh thước đứng vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ nửa bên. Tiếp tục chúng ta copy. Sau đó tô màu cho nó. Copy ra một laser tương tự. Dùng mu tool kéo nó sang. Ctrl T lướt phải và chọn flip horizontal. Sau đó chúng ta tiến hành đặt tên. Đây chính là phần sau con mắt 2 miếng và màu vàng. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Tắt hình nền rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 12. Mở mẫu số 13 lên. Phóng to. Ở mẫu số 13 này, nó sẽ đối xứng theo chiều ngang, nên chúng ta kéo thanh thước ngang xuống.
kéo thanh thước đứng qua thì chúng ta bắt đầu so. Copy ra một laser tương tự, thu nhỏ màn hình, Ctrl T rồi chúng ta tiến hành xoay nha. Tiếp tục phóng to lên, sau đó chúng ta dời thanh thước ngang xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ nửa bên. Tiếp tục chúng ta copy. Thu nhỏ màn hình lại. Sau đó tô màu cho nó. Copy ra một laser tương tự. Dùng mũi tool kéo xuống. Ctrl T lít phải và chọn Flip Vertical. Sau đó chúng ta tiến hành đặt tên. Đây chính là phần bụng, một miếng và màu đen. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Tắt hình nền rồi xúc vai. Đây chính là mẫu xương bụng. Mở mẫu số 14 lên, phóng to màn hình. Đây chính là cái phần nón trùm, nó đối xứng theo chiều đứng nên các bạn kéo thanh thước đứng vào. Copy ra một laser tương tự, thu nhỏ màn hình, Ctrl T rồi tiến hành xoay, kéo thanh thước đứng vào giữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ nửa bên. Tiếp tục chúng ta copy. Phóng to màn hình lên. Sau đó tiến hành tô màu cho nó. Copy ra một laser tương tự. Dùng mu tool kéo nó sang. Ctrl T lít phải và chọn Flip Horizontal. Sau đó chúng ta tiến hành đặt tên. Đây chính là phần nón trùm, một miếng và màu vàng. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Tắt hình rồi xúc vai. Đây chính là mẫu số 14. Mở mẫu số 15 lên, phóng to màn hình. Đây chính là cái miếng lót mặt, nó đối xứng theo chiều đứng nên các bạn kéo thanh thước đứng vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ nửa bên nha.
Tiếp tục chúng ta copy. Phóng to lên. Tiến hành tô màu cho nó. Copy ra một layer tương tự. Dùng mô tôn kéo nó sang. Ctrl T click phải và chọn Flip Horizontal. Tiếp tục chúng ta đặt tên cho nó. Đây chính là miếng lót mặt, một miếng. Sau đó chúng ta tiến hành rút nó lại. Tắt hình nền rồi xuất vai. Đây chính là mẫu số 15. Sau khi mà chúng ta đã vẽ xong toàn bộ 15 mẫu của con gấu bông bọ cánh cứng thì các bạn tiến hành tạo ra cho Lâm một khẩu giấy A1 nha. Khẩu giấy A1 có kích thước là 84.1 và chiều cao của nó là 59.4. Sau đó các bạn mở toàn bộ những cái mẫu mà chúng ta vừa vẽ, đem tất cả những mẫu này bỏ vào trong cái khẩu giấy A1. Sau khi mà chúng ta đã sắp xếp xong toàn bộ 15 mẫu của con gấu bông bọ cánh cứng vào trong khẩu giấy A1 thì các bạn tiến hành xuất ra file PDF và chúng ta đi photo nha. Nếu như bạn nào mà cần bộ mẫu này thì các bạn cứ download ở phía dưới mô tả của video. Xin cảm ơn.